Thái Anh ơi, dạ. bây giờ Thái Anh sẽ đếm và khoanh vào số tương ứng cho phạm vi 10 cho cô nhá. Nào con cầm bút đi. Bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, khoanh vào. Khoanh vào số 8. Rất giỏi. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, khoanh vào. Khoanh vào số 6. Rất giỏi. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ừ, khoanh vào. Khoanh vào số 8. Đúng rồi. Số 8, đây. Đúng rồi, rất giỏi. Tiếp tục nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, khoanh vào. Khoanh vào số 5. Đúng rồi, con tìm số 5 nào. Rất giỏi. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, khoanh vào. Khoanh vào số 7. Chính xác. Rồi, rất giỏi. Đưa bút cho cô nào. Rồi, cô khen Thái Anh nào. Ồ, yeah.